Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đội bóng đầu tiên nhanh chân liên hệ với Lionel Messi. Ngay khi Messi không đạt được thỏa thuận với Barcelona và chính thức trở thành cầu thủ tự do, PSG là câu lạc bộ đầu tiên lập tức liên hệ đàm phán với ngôi sao người Argentina trước khi mùa giải mới bắt đầu. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fazio Romano và nhà báo người Pháp Mohamed Hapsi, Paris Saint-Germain, PSG liên hệ với Messi ngay sau khi biết tin siêu sao người Argentina không tiếp tục khoác áo Barcelona khi mùa giải mới sắp bắt đầu và Messi cần có biến đỗ mới. PSG đã lập tức tiến hành các cuộc đàm phán với Heller Pulga để tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên. Mức lương của Messi là vấn đề khó khăn nhất mà bất cứ câu lạc bộ nào muốn có ngôi sao sinh năm 1987 cũng phải đối mặt và giải quyết. Lúc này chỉ có PSG và Man City là hai câu lạc bộ có tiềm lực tài chính mạnh để có thể đáp ứng Messi. Dù vậy, cả hai nhiều khả năng không thể đáp ứng mức thu nhập 71 triệu euro mỗi năm Messi từng nhận tại Camp Nou. Cầu thủ có lương cao nhất tại PSG hiện tại là Neymar. Chân sút người Brazil vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2025 và nhận 48,9 triệu euro mỗi mùa. Theo hết, thu nhập của Messi sẽ không thấp hơn người bạn thân. Nếu anh đến đội chủ sân công viên các hoàng tử ở mùa giải tới, Messi là huyền thoại sống của Barcelona cầu thủ này ra mắt câu lạc bộ xứ Catalan vào năm 2004. Tới nay, anh đã ra sân 778 trận cho đội 1 của Barcelona và ghi được 672 bàn thắng. Tại Barcelona, Messi đã vươn lên trở thành siêu sao số 1 thế giới. Anh đã góp công lớn giúp câu lạc bộ giành được 10 chức vô địch La Liga, 4 Champions League, 7 cúp nhà vua Tây Ban Nha, 3 siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup. Bên cạnh đó, siêu sao người Argentina còn sở hữu hàng loạt danh hiệu cá nhân cao quý như 6 quả bóng vàng, nhiều nhất lịch sử bóng đá. Hai giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, một lần nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất FIFA, bên cạnh đó, anh còn đang giữ kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Barcelona. Dạng sáng mùng 6 tháng 8, trang chủ Barcelona bất ngờ thông báo chia tay Messi với lý do khó khăn về tài chính kể cả việc ngôi sao người Argentina đã chấp nhận giảm 50% lương.